cá đồng chiên quý vị. Cá đồng chiên đang ngồi không gian rất là feel, rất là chill giữa một cánh đồng nước mênh mông. Thì điểm này là trăng sáng nữa. Trời, sáng nay sẽ đẻ. Hồi nãy là chú Tám ông lựa, ông lụm một đợt rồi. Bây giờ còn một đợt nữa. Đợt này hiệu hồi nữa ông ra lụm tiếp. Đây là đợt buổi sáng nè. Bắt đẹp rồi chị Điểm. Đâu có gì coi là nghe đó. 2 3 à. Có điện liền. Chúng ta trở về với năm 1900 hồi đó, khi mà chưa có điện đài, sử dụng bằng đèn bình. Đây cái bình đó quý vị. 1900 hồi đó ở đây vẫn có một cái tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa bán những cái món rất là quen như là bánh bía, bánh quay chèo, bánh đậu phộng, bánh phồng, bánh tráng, nước ngọt. Nước ngọt chưng dương xá xì bị ấp hồi xưa đấy. Dưa cho dễ tin nhìn nè. Mọi người nhớ không? Đó. Đây là cái quán năm 1900 hồi đó đấy. Chơi nước thủy tinh. Nè, sữa đậu nành thấy không? Sữa đậu nành. Sữa đậu nành. Nè. Đây, xong này number one tài trợ chương trình luôn. Nè, steam. Nè, những món ăn quen không? Rất là quen. Nè, bánh quá bánh luôn. Bánh quá bánh luôn. À, mấy đứa nhỏ chiều vô đây đều phải rồi. Đồ ăn giặt quá trời luôn mà. À, đó thấy không? Ừ, đó. Lấy bánh đi con, lấy đi. Lấy đi mẹ kiếm tiền. Mẹ nhóc tiền. Trời ơi. Ăn đi. Được chưa? Không, thức ăn hả? Ừ. Ghê không? Ừ. Đâu có bánh quay chèo quá vậy. Hồi xưa luôn thôi này rồi. Ừ. Chị làm gì vậy? Làm món mắm ớt chấm vịt anh. Vậy hả? Chanh muối tiêu. Ừ. Chanh ớt. Chanh ớt. Nó lộn kia hay. Chanh ớt hồi chấm với vịt nướng mồi đúng không? Dạ. Dạ, đâu quý vị, đang dưới đang nướng con vịt. Kính gạch gì ta để lên mấy cục gạch đó, nấu cho con mới vậy đó hả? Đâu rồi bây giờ chở đồ ta đi chưa? Máy lạnh hoặc gió từ từ cái gì bà lấy không còn cái gì chứ. Bà nói bà mua mà không biết tiền đâu mua. Nói mà không lấy tiền nữa, theo vô Linh mười mấy năm nay rồi không lấy tiền. Làm gì không lấy? Không lấy, lấy gì sống? Lấy tiền lấy gì sống? Chứ người ta lên, người ta nói bằng tục bực luôn á, không lấy tiền rồi tới cái quần lòng máu nhỏ lấy gì mày xài, lấy gì mày mua. Măng cá nhân. Đúng rồi. Vậy đúng rồi chứ gì nữa. Trời ơi. Bực nhờ. Ờ kéo đi, hồi cho chai nước. Rồi, bây giờ mình đi kéo trạc, ok. Kéo, dạ. Dạ nè, nó nè. Đây, giờ mình kéo trạc, mình chuẩn bị đồ để mình đi nhậu. Nhậu ban đêm luôn. Đây, mấy đứa là súng lợi đẩy trạc phải không? Dạ, đúng rồi. Đây mấy em chuẩn bị đi đẩy trạc bây giờ. Mấy em này chú cháu đi đẩy trạc qua đây lấy bàn để nhậu. Góc này nhậu là phiêu linh luôn. Ban đêm á mà có trăng nữa. Ôi trời ạ. À. Thấy không? Xa xa bây giờ thấy đó. Đó. Và đêm này đẹp trăng tròn. Đêm trăng tròn thì nhậu ở đây là để coi. Trăng là trăng thiệt chứ quý vị, không phải trăng ghép nha quý vị. Đây trăng thiệt, không phải trăng ghép nha. Mình đi là quay thực tế luôn. Đang ở trên cánh đồng của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Số 1 luôn. Đêm này chơi thì hết nước chấm. Được mấy đứa?
chú cháu xúm lại mà. Có dây không anh thầy? Em chứa dây nè. Rồi, lên. Còn cao bỏ. Ở trên đây luôn đi. Rồi đó. Mấy em mới để kẹt bên đó. Làm cái bàn để nhậu. Góc này mà nhậu ở đây nữa gì? Trên chiếc vẹt này cái thấy ánh trăng đằng sau đó. Thì ôi trời ơi, nó ngon. Là cái cầu trước đằng đó kìa. Xa xa đằng đó coi. Lâu lắm mày ngồi không gian này đến tí. Nghe vợ tôi nói. Dạ. Nói xong rồi vô chở với trời. Tôi đi dưới đám dỗ nhà ổng. Thì chú đi rất chiều tới tối mà còn lụm học dịch nữa. Mà dịch học dịch lụm khuya hả? 3 giờ mấy 4 giờ. Dạ. Lụm xong rồi mối lái lại lấy. Lấy tới cử nữa lấy. Dạ. Lại cử điểm học này. Dạ. Chú Năm chiều về làm dịch tại quý vị. Làm dịch, nướng dịch, mừng dịch. Chúng lửa đi dậu không? Ngồi đi anh. Dạ mày ngồi đi anh. Ngồi đi, ngồi đi. Rồi xong anh cắt được rồi đó. Được chưa Hiếu? Chết. Đi đi. Dạ. Rồi con dịch tại quý vị. Trời chết gà bây giờ. Cái đùi hấp dẫn quá. Thèm thiệt ha. Đã. Dịch này nướng mồi đúng chất luôn quý vị. Bắt vô là mần thịt liền, đầm lông. Đầm lông rồi đầu ướp miếng nước mắm rồi nướng. Không ướp gì hết trơn á. Đó là mắm đồng nữa, mắm cá linh. Ừ xé luôn đi anh ơi. Tại không. Đánh gà bây giờ rồi. Có mồi ăn nữa rồi. Làm cánh à? Cá đồng chiên quý vị. Cá đồng chiên đang ngồi không gian rất là phiêu, rất là chiêu giữa một cánh đồng nước mênh mông. Thời điểm này là trăng sáng nữa. Ngồi thưởng thức món đặc sản đồng quê là vịt nướng mồi và cá chiên, canh chua cá lăng sông đầu mùa nước cho nên rất là ngon. Một hồi mình sẽ thưởng thức. Đây là những không gian rất là quen thuộc của miền Tây. Mình đến đây một lần, nhiều lần rồi. Giữa đây là lần đầu tiên mà mình đến trong mùa cạn, mùa khô này. Thì sẽ trải nghiệm cảm giác là được ngồi, được ăn, được thưởng thức cùng bà con ở đây rất là thú vị. Mời quý vị xem dịp clip này nha. Khi gà dịch đã chín rồi, giờ chúng tôi tiếp tục thưởng thức cái món trên một cái dòng sông. Giờ đang ngồi trong một chiếc vẹt rất là thú vị. Không gian trăng nước mênh mông. Hello cả nhà. Bây giờ mình đi lượm trứng vịt đây. Cái đèn này gọi đèn xôi nhái. Giờ sáng rồi, đi lượm trứng vịt. Bây giờ đi lượm vịt quý vị ơi. Dịch nè, trời ơi đẻ nó đẻ nè. Có hôm qua về chuồng xong đó, trời sáng nay sẽ đẻ. Hồi nãy là chú Tám ông lựa, ông lụm một đợt rồi, bây giờ còn một đợt nữa. Đợt này thì một hồi nữa ông ra lụm tiếp. Đây là đàn dịch buổi sáng nè. Đẻ mới đẻ ra kìa, mới phọt ra luôn. Thấy không? Đó. Em mới vừa phọt ra một chút luôn. Bên kia nhiều anh Hiếu? Đá bên kia nhiều hả? Dơ hả vậy? Mm-hmm.
dọn ở bên đây đâu vậy. Cái là đang quay cho cái hết dung lượng, cái xóa vừa xóa xong là cũng vừa quay xong mới đẻ đó nè. Đây là cái cưng đó, đây là của một ông anh. Giấc này cũng là giấc sáng rồi, sau một đêm thì nó sẽ đẻ, đẻ thì đi trong đây nè, đó, thấy không? Cái trứng đó, đó, trứng nó nằm trong đó đó. Ở thì ta sẽ vô lụm để trong cái khay đó. Cái khay đó thì khi nào mà đủ số lượng thì lái sẽ lỡ đến và ta sẽ bán, sẽ giao. Được đồng luôn, rất là nhiều. Còn bên này, chỗ này thì cũng ấy rồi. Mà ông chủ chịu ông hồi sáng ông lụm một mớ rồi, giờ là ông chưa lụm, chút nữa mới lụm. Để mọi người xem đó. Đó. Thì đó nó đẻ nó sẽ gom lại một chỗ, giống như đây đây trứng nè, ha. Sẽ gom về một chỗ, giờ ông chú ông sẽ lại ông sẽ đi, giờ ông coi ông lụm. Nó sẽ kiếm những cái phô nó nằm ấm ấm, nó sẽ nằm ở đó nó đẻ. Thì coi nó đẻ kìa. Rồi mới vừa phọt ra luôn. Đó. Thấy không? Cái đèn gọi đó, nó mới vừa đẻ vừa quạt ra luôn đấy. Kiếm nó ra. Con nằm đứng yên chỗ là nó quạt ra đó. Cái sáng này đẻ nhiều lắm. Đẻ ra con. Đứt tinh nặng gì vậy? Đẻ đi. Hai con trước mặt mọi người đó. Là nó chuẩn bị quạt ra đẻ đó. Không để đi em, thì khi mình quay nó mắc cỡ, nó ngại, nó nhanh đẻ, mà hành động diễn ra rất là nhanh, nó dặn cái này làm cái út cho ra luôn rồi, hay lắm. Rồi đi về, giờ mình không đẻ đâu chưa, ok để mình đẻ thôi, tập kiểu con khác rồi chơi nhanh lắm. Buổi sáng trên trùng dịch cánh đồng trùng dịch nhìn nè. Ê, ở đây có hai trứng nè, ở đâu vậy? Ê, thật là tình cờ. Hai trứng vịt cái chỗ ướt nó không có chịu đẻ nhiều bằng chỗ khô. Chỗ khô thì nó khó đẻ hơn. Tiếng dịch kêu đồng, dịch chạy đồng. Chạy đồng là vậy đó mọi người. Rất là vui luôn. Hy vọng con đó nó đẻ. Đích tình đằng này vậy. Chạy em ơi. Giờ đây người ta cũng lùa trâu ra đồng cái gì, lùa trâu lùa bò ra đồng cho ăn cỏ, ăn cỏ trên đồng, gốc ra trên đồng này thì nó sẽ đỡ khỏi đi cắt, cũng như là nhẹ công nữa, mà cỏ hay cỏ tốt năng nó rất là mau lớn. Chắc sáng trên cánh đồng biên giới thì nó nhộn nhịp vậy đó, mùa nào cũng vậy, mùa nước thì vui theo mùa nước, còn mùa khô vậy nè thì vui theo mùa khô vậy. Mỗi ngày một khâu, mỗi người một khâu, một công việc mình đang làm thôi. Sáng đưa dịch ra đồng, đưa trâu ra đồng, đưa bò ra đồng, rồi xong nó về nó đi làm là công việc của anh ta đó. Đó, cái chiều thì lùa về vậy thôi. Để đâu vậy? Đó, thấy không? Rồi, đó một trứng để đó. Đó. Đây cái em nào để không đây? Chứ học có mấy đứa. Vô ngồi nằm luôn nữa đó.
nó bươi đó hả? Em nó đang đẻ đâu vậy? Nó con nằm nó đẻ đó. Để thông đi ha. Khùng quá ha. Vừa vô đáp xuống ông lụm một chút kìa. Tôi đã ám chủ cái bài dịch này. Nhà ông sao đét lên lên lên. Giờ đã không đứng lên là có một bài trứng đâu vậy không? Đó. Bây giờ chú sẽ đi lụm nè. Thấy không? Đẻ vậy thôi đó, cái hàng không đẻ nữa. Chắc sáng thì con nào chưa đẻ thì nó mới đẻ nha quý vị. Chứ bình thường đẻ tầm 5-6, 1-2 giờ khuya. Đứng đó. Buổi sáng này thì càng sáng thì nó sẽ càng đẻ ít, vì đẻ ra khoảng tầm 1-2 giờ khuya không à. Lúc đó thì mình mới đi về cho nên là không có đủ sức, cho nên không có ra động được. Giờ mình mới ra. Em giữ trứng thấy không? Ghét không? Hai cậu đó làm gì? Hỏi ôi ơi, tôi ghét không? Đập máy. Vừa đây. Ông đi lần đẳng thì ông nói nó dịch được cái gì đâu. Trời. Còn nhiều trứng nó sẽ lụm hết. Lụm xong rồi thả cho nó chạy đồng tiếp. Đây. Đây cái rổ này là như là 2-3 ngày gì rồi nè. Được như đây nè, cái sọt trứng này đầy chút thì thương lái thương lợi và sẽ đếm này mấy ngày chú Tám? Cái này được mấy ngày rồi? Một đêm như đây đó hả? Dạ anh này một đêm như cái gì? Một đêm một như đây vậy ít hay nhiều so với mọi khi chú? Vậy ít hả? Dạ dạ chú nói vậy là ít thì mọi khi đó chứ gần nhiều hơn nữa, mình chỉ phân nửa thôi. Một điểm được bao nhiêu trứng đây nè. Còn lớn nữa đó hả? Trứng để ngoài đây. Trứng nhỏ hay sao chú? Trứng đó là trứng nhỏ hay trứng dơ rồi để đi ra ngoài? Dơ, để đi ra nữa, chùi lại ha. Dạ. Rồi mấy giờ mình có ăn chú? Chú phả hả? Dạ. Để xuyên đem vô ha. Dạ. Đi hả chú, chú xuyên để đặn. Rồi lái vô sẽ đếm. Đây là ông chú bắt đầu mở cửa ra cho vịt nó đi ra ngoài ăn. Đó, đó chạy ra gì không? Đó. Đó. Mấy em này bắt đầu đi ra ngoài chính ăn. Đó. Nó có một người đi theo giữ. À nó đẻ kìa chú. Đó.
trứng như mới vừa đẻ luôn đó. Bên nơi chắc cũng dài, bên này với mấy em chuẩn bị chuẩn bị đi hết cơ. Đi chưa? Lụm đợt đó hả? À, lụm trên đợt đó nè. Có trứng không? Ừ. Đây này cũng có ông anh của hàng xóm của chú có ông đi rồi còn tám mới lại anh. Móc là một cái đợt trứng nữa, không có đợt trứng này là sẽ thả ra, sẽ mở cửa chuồng ra, rồi dịch có thể đi ăn, đi ăn một cái bãi nào đó, rồi sẽ có mấy đứa em này nó ăn trứng rồi nó coi, đứng coi nó coi. Ngoài kia mưa dầm. Đây một trứng. Hôm nay nổi dịch. Thấy không? Dịch sẽ để cái nơi bình nhiều. Phần lớn ở đây này. Chạy đi. Nhẹ không? Đi xong cái là nhẹ hơi lỗ tai. Chạy đi kiếm ăn á. Đi kiếm lúa. Vì nguyên đêm mà nó nằm trong mấy nó đẻ rồi. Giờ đi ra ngoài nó kiếm lúa, thóc đồ ăn. Và mới đã bắt đầu trên vùng biên giới, mặt trời vừa mọc thì những em vịt này cũng bắt đầu xuất khỏi chuồng để đi kiếm ăn. Giờ chúng ta cũng về, khi mặt trời mọc thì chúng ta cũng phải ra khỏi nhà để mà đi làm, đi kiếm cơm thôi. Giờ đây cánh đồng biên giới như vậy là đã khép lại một cái buổi sáng vô cùng nhộn nhịp. Giờ đã bắt khép lại sự nhộn nhịp ở nơi này, nhưng mà cánh đồng khác, những cái mảnh ruộng khác lại nhộn nhịp tiếp. Đó chính là một cái sự đón nhận, một cái quy luật của tự nhiên. Những đàn vịt tới đâu thì sẽ có sự náo nhiệt ở đó. Giờ đến đây thì clip này cũng đã dài rồi. Cảm ơn khán giả đã quan tâm theo dõi ha. Nếu thấy clip hay thì hãy comment, chia sẻ, đăng ký kênh để Miền Tây Phố tiếp tục ra những clip hay hơn, hấp dẫn hơn về cuộc sống, về mưu sinh, về con người, về vùng đất miền Tây thân yêu của mình. Cảm ơn cả nhà nha. Rồi, xin kính chào và hẹn gặp lại. Rồi bây giờ tới mướn đó, tới mua thêm hết. Bữa hôm mua thêm tới 500. Bây giờ được 1.760 con. Năm nó lỗ dịch, người ta lỗ nữa. Là do mình không có lúa để thả đồng. Năm
nó nước nó nhiều quá ngay mùa nước á. Không ai làm lúa. Đâu ai làm lúa đâu, cái mình nuôi mình đổ. Mấy năm đó nuôi thì không có lời, bây giờ 2-3 năm nay nuôi là có kiếm ăn được. Giờ mình đi đâu mình mua thêm, mình thải vô thêm. Làm nghề này hả chú ha? Giờ nó rẻ hơn hôm tháng trước nó 3 ngàn, nó cầm lâu lắm. Lúc bán có tiền đó. Yeah.